Hello anh em nhá, chào mừng anh em quay trở lại với kênh Hoạt Họa Mi của em nhá. Các bác hôm nay em lên các bác một em siêu mẫu các bác nhá. Anh em nhìn dáng dấp của em nó này, kể cả đầu mặt các bác nhá. Chim này thì thuần khoảng 95% này các bác nhá. Bóng bộ đẹp, đầu mặt đẹp, không thể chê được em Họa Mi này các bác. Đấy, chim khoảng tầm 25 lồng các bác nhá. Em quay đầu mặt cho các bác xem này. Có chút con này thì không thể chê đâu các bác. Thật sự nó quá đẹp anh em ạ. Đây mời anh em xem đầu mặt nó này. Rất là màu mỏ các bác nhá. Mắt xanh. Lam mắt xanh này các bác này. Đấy, họa nét thôi nhá. Họa rất là nét luôn các bác. Mỏ vàng anh em nhá. Em quay chân này con xem nhá. Đây, chân cũng là chân vàng nhưng nó không được vàng óng luôn nhá. Móng đẹp này. Đó. Em này thì đẹp chấm hết luôn các bác nhá. Mỗi cái điện đóm nó vừa mới về, nó chưa được căng đét hẳn rồi các anh em nhá. Thank you.
có à. Cháu đang ở trên tầng. Vâng, vâng, để cháu gửi cho, tối cô lên à. Vâng, 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 để cháu hỏi không. Vâng, 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 vâng. Vâng, 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 vâng. Alo. Em còn anh này. Chim gì ạ? Có anh ơi. Tầm 3-4 triệu gì đấy. Bây giờ em không còn đâu, chính chỉ hàng mọc thôi ạ. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Vâng. Vâng, đúng rồi, đúng rồi. Vâng. Vâng. Đang căng anh em ạ, bắt đầu lên lửa dần này, chơi cánh này anh em ơi, chơi cánh nhá. Đó, chơi cánh nha anh em, là thích chơi cánh thì đây nha cô nhá. Anh em nào bầu kết em họ Mi này thì alo cho em nhé. Số điện thoại của em là 0974648999 nhé. Cho anh em xem lại mặt mũi nó một lần nhé cô nhé. Bên ngoài trời đang mưa các bạn, cực siêu phẩm luôn anh em nhé. Đó. Rồi em xin chào tất cả anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em ở những video sau nhé. À, bye bye tất cả mọi người nhá.